Giang ơi, hôm nay xinh lắm luôn á. Em chúc chị mọi hạnh phúc. Đừng ăn hiếp em nữa nha. Lúc nào cũng thương chị hết á. Chúc chị Giang và hai lọt mãi hạnh phúc luôn, vui vẻ. Em không biết nói gì nữa. Hôm nay là đám hỏi của Út Giang, của Son. Nói chung á thì ở thời điểm bây giờ là kết hôn cũng là rất là đẹp rồi. Chị cũng nghĩ là không phải là một mình chị Tú xúc động. Thật ra thì chị Tú vui vẻ, nhưng mà chắc là ông bà mẹ thì sẽ vui vẻ hơn. Cái chị Tú muốn nói là hôm nay trang trí như thế này là rất là đẹp, là đúng ý của Út Giang rồi, thì cũng là một cái phần hạnh phúc. Chị Tú muốn nói là chúc cho Út Giang luôn luôn là vui vẻ, hạnh phúc, có một cái cuộc sống hôn nhân viên mãn như là những cái gì mà Út Giang mong đợi. Hy vọng là Út Giang được mọi cái điều tốt đẹp hết luôn. Chị Tú chỉ muốn nói vậy thôi. Con nó là được trăm năm hạnh phúc, mẹ nuôi con được ở ngay giờ này, mẹ gả được con là mẹ rất là vinh hạnh. Thì mẹ cứ cầu chúc là con hai con được trăm năm hạnh phúc thôi. Watching you stand.